cứ thử xem nếu ngươi muốn. Cho dù ta cộng thiên nguyên trên lưng, dùng một tay có thể nắm giữ các nguyên thành Atlanta, vô địch thế gian. Vừa mới đây, Hoa Hạ và Man tranh giành quyền sở hữu trái đất, tổ chức 13 vòng đấu đơn của các cao thủ phản diện đẳng cấp cao chiến đấu vì Hoa Hạ, nhưng khẩu khí của hắn vượt xa sức chiến đấu. Vòng này, Man thần miếu chắc chắn sẽ thắng. Dựa vào cái gì? Dựa vào giác quan thứ 6 của phụ nữ. Giả thuyết hay đấy. Tên có học chuẩn bị trổ tài rồi. Chu Tô Mate, mỗi lần triệu hồi sau ta đều xui xẻo. Lần này phải đến trước. Thần sứ đại nhân, định lý tất thắng khi triệu hồi sau của ngài đâu rồi? Không nói thì chẳng ai coi ngươi là câm đâu. Trận pháp, khởi động. Chuyện gì thế này? Con có thể tự triệu hồi chính mình sao? Về mặt lý thuyết mà nói, chỉ cần là người tham gia bước ra từ trận pháp đều có thể tham chiến. Ta cũng là một lần triệu hồi cưỡng chế trận pháp. Ta đã sẵn sàng rồi, mau triệu hồi ta ra đi. Triệu hồi ta đi, gần đây ngón tay ta ngứa ngày lắm. Đỉnh cao thiên hạ, kiêu ngạo trần gian. Có ta An Lan, tức là có thiên. Không ngờ lại là hắn, vị vua đầu tiên của dị giới, làm bộ ngông cuồng nhất, ăn đòn đau nhất. Hắn vậy mà lại được triệu hồi phục sinh rồi. Nếu như triệu hồi ra rồi, thì cứ tạm dùng vậy. Ngươi có muốn chiến đấu vì Hoa Hạ một lần không? Vua của dị giới không bao giờ làm nô lệ. Vừa mới phục sinh, đầu óc không tốt phải không? Là ngươi. Tiêu An nguyện ý sẵn sàng chiến đấu. Ngoan ngoãn thế mới đúng, khoe khoang trước mặt người khác thì được. Đừng bao giờ khoe khoang với ta. Ta thấy khí thế ngông cuồng của hắn ngút trời, có tư chất trở thành bức vương. Vẫn còn thiếu chút lửa, muốn gia nhập với chúng ta, cần truyền cho hắn bí kíp trang bức nữa. Thắng đã rồi tính tiếp, người phụ nữ kia có chút bản lĩnh. Vào đấu trường hư không, trận đấu bắt đầu. Ngươi không xứng chiến đấu với bản vương. Ngươi rất tự phụ. Ngươi biết ta là ai không? Ta không quan tâm đến danh tính của xác chết. Ngươi có thể bình thường một chút không? Nói chuyện đàng hoàng đi. Bản vương đã rất khiêm tốn rồi. Được nói chuyện với ta, ngươi nên cảm thấy vinh dự. Hoàn toàn không thể kích động. Thanh kiếm măng. Đừng nói bản vương không cho ngươi cơ hội. Cho ngươi chém ba kiếm trước. Nhỏ vô. Ngươi muốn tìm chết. Thần sứ Man đã ấp ủ một bụng kiếm khí, phát động tấn công, vết nứt không gian mở ra. Có chút sức mạnh, nhưng muốn đánh bại bản vương vẫn chưa đủ. Hãy để con bạo đến dữ dội hơn nữa đi. Lời nói ngông cuồng tự mình thốt ra, đứng đó mà tiếp tục làm bộ sao? Ta chiều ý ngươi. Hắn bị đánh đến nôn máu, vẫn còn làm bộ ở đó, có cần thiết không? Tôi cũng không hiểu lắm. Có lẽ đó là niềm tin của hắn. Lúc trước làm bộ đa dạng sướng thế nào, bây giờ thảm hại thế ấy. Tôi cũng phục hắn rồi. Hắn chưa lĩnh hội tinh túy của việc trang bức. Chết rồi thì làm bộ kiểu gì? Ví dụ là hoàn toàn sai, mọi người nhất định đừng học theo. Vừa kém cỏi lại vừa thích nói, không dám nhìn nữa. Tiễn người lên đường. Kiếm thứ hai, chạm. Muốn giết ta không dễ vậy đâu. Ta là vua của dị giới. Bắt tử thuẫn. Nói là đứng đó cho ta chém ba kiếm. Sao đột nhiên lại đổi ý vậy? Bản vương đâu có ngu, cứ đứng yên thì mất mạng mất. Xích phong mâu. Thực ra đều như nhau thôi. Ngươi có chút thực lực, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Đừng nói lời quá thừa. Đánh rồi mới biết. An Lan hoàn toàn nổi điên. Vũ khí trong tay phát động tấn công dữ dội, buộc thần sứ Man phải bị đẩy lùi. Ta là vua bất tử. Cả đời chỉ có một người có thể thắng ta, nhưng tuyệt đối không phải ngươi. Sau hôm nay, sẽ có hai người. Chiêu này dùng ra, ngay cả bản vương cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Hãy chờ đợi sự sụp đổ đi.
Chiến đấu thì hãy đánh cho tốt. Đừng toàn nói lời xàm xí. Ta thực sự không chịu nổi ngươi. Bản vương nói đã rất dè dặt rồi. Tiếp chiêu đi. Xích phong màu xé nát thiên địa. Tới hay lắm. Thánh quang vạn trượng. Kiếm chảm xuyên thiên. Bản vương anh minh một đời, từ nhỏ đến lớn luôn là thiên tài tu luyện. Cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện, mới trở thành trò cười của muôn giới. Đã nói ngươi không phải đối thủ của ta, bây giờ nói nhiều thế, chuẩn bị đánh vào tình cảm mà. Bản vương là vua của dị giới, không thèm van xin. Hôm nay dù phải trả giá đắt thế nào, cũng phải thắng trận đấu này. Nói xuông làm gì, ngươi đánh đi. Thí sinh Hoa Hạ thật độc đáo, đủ kỳ quặc rồi. Nếu mỗi thí sinh đều như hắn, chúng ta sẽ thắng giải đấu dễ dàng. Không đúng, hắn có biến hóa rồi. Không phải đang giấu con bài chốt đấy chứ? Công pháp, đảo ngược. Dù phải hy sinh mạng sống, bản vương cũng phải chảm sát ngươi tại đây. Thực lực của hắn đang tăng nhanh chóng, đối với ta không phải chuyện tốt. Phải kết thúc nhanh chóng mới được. Sức mạnh vạn vật, tụ hội. Thánh kiếm măng, khuấy động. Kiếm chảm phiên bản tối đa. Tiễn ngươi lên đường. Chết tiệt, không tránh được rồi. Chảm, nhanh hơn nữa. Cảm nhận cơn giận của bản vương đi. Đẩy toàn bộ sức mạnh ra để tấn công. Làm vậy sẽ chết, có đáng không? Ngươi bị bệnh nào à? Thua ngươi hay là chết cũng như nhau. Thả chết kiêu ngạo một chút. Năng lượng chiến giáp giải phóng 100%. Khai phá tiềm năng sinh mệnh 100%. Sức mạnh của ngươi đã tăng vọt. Đột nhiên tăng gấp mấy lần. Không chỉ ngươi có con bài chốt. Thánh kiếm cuồng phong, tất sát. Bất tử. Suýt thì trúng kế. Nhưng mà, ta liên tục thấu chi sinh lực. Tổn hại cơ thể không nhỏ. Trận đấu kết thúc. Đền thờ ma thắng. Tỷ số lớn Hoa Hạ và thần miếu mang là 4-3. Thắng rồi, thần sứ đại nhân thắng rồi. Đối đầu trực diện giành thắng lợi. Thật không dễ dàng. Thấy chưa? Đền thờ măng mới là mạnh nhất. Áp đảo từ đầu đến cuối. Thần sứ đại nhân quá ngầu. Có khi họ phát điên rồi. Mới thắng một trận đấu mà như thể thắng cuối cùng vậy. Điển hình là thua nhiều quá. Bỗng thắng một lần, không kiềm chế được. Thần sứ đại nhân cố lên. Tiếp tục chịu hồi như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Miệng nói thì dễ lắm. Ta hiện giờ rất mệt. Về chữa thương trước đã. Thần sứ mang mỗi tháng đều có vài ngày không thoải mái. Trận đấu tạm dừng. Khi trận đấu bắt đầu, tôi sẽ triệu tập các bạn. Mọi người xem xong nhớ cho mình một like nha.